Từ nay đến cuối tháng 9 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Hội thảo phát huy vai trò cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt dự sinh hoạt chi bộ thôn Bờ Hội thảo khoa học di tích chiến thắng thung lũng Gia Đờ Răng năm 1965. Tập huấn ô cớp mã vùng trồng nông hội để cán bộ lập khống chứng từ rút tiền ngân sách, nguyên giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai lệnh án. <laughs> Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023, được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, từ nay đến cuối tháng 9 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời lồng ghép tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tết Trung Thu là một trong những dịp đặc biệt trong năm, vì vậy các sản phẩm bánh được sản xuất và kinh doanh nhiều trong dịp này. Các loại bánh trung thu hầu hết các hàng sử dụng ngắn, đều bảo quản không đúng cách rất dễ hư hỏng, biến chất ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Theo bà Nguyễn Ngọc Thành Trang, trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý các tiêu chí như sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản người tiêu dùng nên lựa chọn các nhà sản xuất đáp ứng được các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng được bày bán ở những địa điểm kinh doanh xác định, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng tuyệt đối không nên lựa chọn mua và sử dụng sản phẩm bánh trung thu trôi nổi, không có nguồn gốc hết hàng sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng hàng lậu. Sáng nay ngày 13 tháng 9 tại thành phố Pleiku, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban tổ chức trung ương ban dân vận trung ương phối hợp với tỉnh ủy gia lai tổ chức hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền trung và tây nguyên phát biểu chào mừng tại hội thảo đồng chí ra lăng chung phó bí thư tỉnh ủy gia lai nhấn mạnh thực hiện chủ trương chính sách của đảng những năm qua các cấp ủy chính quyền trong tỉnh ban hành nhiều văn bản và nhất quán triển khai các giải pháp liên quan đến công tác cán bộ trong đó có đội ngũ cán bộ nữ tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ vươn lên phát triển toàn diện về mọi mặt. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh từng bước được nâng lên, cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đạt gần 16% đối với cấp tỉnh, gần 20% đối với cấp huyện và hơn 27% đối với cấp xã. Nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đạt gần 38%, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hơn 30% đối với cấp tỉnh, 28% đối với cấp huyện, 28% đối với cấp xã. Số lượng đảng viên nữ hơn 23.500 đảng viên chiếm 36,31% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Gia Lai đã và đang phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, bản sắc văn hóa người Việt Nam, đoàn kết chủ động sáng tạo không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Chiều ngày 12 tháng 9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9 tại chi bộ thôn Bờ Lôm, xã Kim Tân, huyện Gia Ba, phát biểu tại buổi sinh hoạt phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh trương văn đạt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ thôn bờ lôm đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị chi bộ cần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt trong đó chú trọng việc sinh hoạt chuyên đề nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng chi bộ 3 triệu đồng để mua tủ đựng hồ sơ, sổ sách nhằm thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu của chi bộ tặng ba con bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng trên một con cho ba hộ nghèo của thôn, gồm hộ các ông bà Cơ Ba Hờ Linh, Cơ Ba Hờ Na và Rơ Công Ty. Ngày 12 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Chịp Rông, tỉnh Gia Lai tiến hành hội thảo khoa học di tích chiến thắng thung lũng Gia Đờ Răng năm 1965 nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý các nhân chứng lịch sử để hoàn thiện hồ sơ trình xếp hạng di tích cấp tỉnh. Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã thống nhất về tên gọi di tích là chiến thắng thung lũng Gia Đờ Răng năm 1965, thống nhất các mốc sự kiện lịch sử, thống nhất về diện tích khoanh vùng và phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Giập rong giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nghiên cứu thực hiện các quy trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất di tích. Phòng Văn hóa Thông tin huyện điều chỉnh hồ sơ, sớm trình Sở Văn hóa Thông tin về thể thao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Ngày 12 tháng 9 tại trung tâm chính trị thị xã A Yên 3, Ban dân vận tỉnh Nội Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn triển khai một số nội dung công tác về mô hình năm hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian một buổi, các đại biểu được tìm hiểu truyền đạt một số nội dung như quán triệt nội dung hướng dẫn xây dựng các mô hình nông hội trên địa bàn tỉnh, cách thức phương pháp tiến hành xây dựng mã vùng trồng, mỗi xã một sản phẩm ô cấp, từ mô hình nông hội từng bước hình thành và tiến đến thành lập mô hình kinh tế hợp tác xã tại các địa phương. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Ngày 12 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại Sở Nội vụ gây thất thoát hơn 575 triệu đồng. Cụ thể, hai bị cáo Huỳnh Văn Tâm sinh năm 1966 trú tại phường Yên đổ thành phố Pleiku, nguyên giám đốc Sở Nội vụ và Nguyễn Đình Trúc sinh năm 1982 trú phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, phó chánh văn phòng Sở Nội vụ bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Hồ Quang Thi sinh năm 1986 trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, nguyên kế toán trưởng Sở Nội vụ bị truy tố về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 903 về duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, Sở Nội vụ được giao làm chủ đầu tư dự án này. Bị cáo Huỳnh Văn Tâm thời điểm đó là giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ đạo triển khai thực hiện dự án trong đó có gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng tuyên ứng với nhiệm vụ phải nhập hoàn thành 36.000 phiếu thông tin hồ sơ cán bộ công chức. Tuy nhiên, do việc nhập dữ liệu chưa hoàn thành, theo tiến độ nhưng lại muốn giữ lại hơn 575 triệu đồng để sau khi nhập hoàn thành, có tiền thanh toán Huỳnh Văn Tâm đã cùng với Nguyễn Đình Trúc và Hồ Quang Thi làm hồ sơ khống để rút tiền từ kho bạc nhà nước khi chưa đủ điều kiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách hơn 575 triệu đồng. Tiếp sau đó, sau khi thấy số tiền này được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ, thì thi lợi dụng chức vụ kế toán trưởng, dùng thủ đoạn gian dối lập và trình cho Huỳnh Văn Tâm ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 giấy ủy nhiệm chi, tính cả một liên lưu, sau đó thi sử dụng 19 giấy ủy nhiệm chi để thực hiện rút tiền một liên tại BIDV Nam Gia Lai và sử dụng một liên để rút tiền tại BIDV Phố Núi với tổng số tiền hơn 699 triệu đồng. Trong đó thì ba lần rút tổng số tiền hơn 94 triệu đồng, đúng hoạt động của sở nội vụ, còn 16 lần rút tổng số tiền hơn 605 triệu đồng, không đúng hoạt động của sở nội vụ. Trong số tiền này thì đã chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ việc cơ quan. Trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi 9 năm tù về tội tham ô tài sản, bị cáo Huỳnh Văn Tâm 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và bị cáo Nguyễn Đình Trúc 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai